Thúc Thúc đã chút hận thù lên vương quốc của ta. Tiếp tục. Phải, tất nhiên bố chính là nhà vua. Vậy bố có quyền trượng phù thủy đúng không? Tiếp tục. Chỉ có anh hùng chân chính với trái tim trong sáng mới cứu được vương quốc tươi đẹp của ta khỏi lời nguyền khủng khiếp này. Tiếp tục. Lâu quá. Tiếp tục, tiếp tục, tiếp tục. Hãy nhặt rác ở khu vườn hoàng gia. Đổi lại ta sẽ giao quyền trượng cho con. Trò chơi gì thế này? Sao giống đời thực vậy?